Xin chào tất cả các bạn đã quay lại với kênh của Mr. Zero. Maria Ozawa và những cổ động viên bóng đá nổi tiếng. Sự xuất hiện của Maria Ozawa với tư cách cổ động viên của U23 Indonesia khiến SEA Games 2019 trở nên nóng hơn và đáng chú ý hơn. Nhưng trước đó, cựu diễn viên nổi tiếng từng cổ vũ cho đội tuyển Việt Nam. Sở hữu vẻ ngoài xinh xắn, các nữ cổ động viên này nhanh chóng gây chú ý trên mạng sau khi đến sân vận động trực tiếp cổ vũ đội nhà. Cùng Mr. Zero xem clip Maria Ozawa và những cổ động viên bóng đá nổi tiếng. Và Kim Trinh xin chúc cho tất cả các bạn có một năm mới vui vẻ và tràn đầy hạnh phúc. Đừng quên bấm subscribe kênh YouTube, like fanpage bóng đá hài hước để nhận ngay những thông tin mới nhất đến từ Mr. Zero các bạn nhé. Nhắc tới bóng đá, người ta không chỉ nhớ tới những màn so tài kịch tính trên sân cỏ mà còn có cả những cổ động viên trung thành, cuồng nhiệt hết mình, cổ vũ cho đội bóng họ yêu thích. Trong muôn vàng sắc màu trên khán đài, vóc dáng của những cổ động viên, đặc biệt là những cổ động viên nữ, luôn là điểm nhấn, là những câu chuyện đầy thú vị ở phía sau. Hãy cùng Mr. Zero điểm qua những dàn cổ động viên bóng đá nổi tiếng được cư dân mạng truy lùng trong thời gian qua nhé. Thánh nữ Nhật Bản Maria Ozawa. Giữa lúc theo dõi trận cầu nảy lửa ở vòng chung kết bóng đá nam nằm trong khuôn khổ SEA Games 30, người hâm mộ vẫn nhanh chóng nhận ra mỹ nhân áo đỏ phía Indonesia nhiều lần lọt vào ống kính máy quay là Maria Ozawa, cựu diễn viên phim người lớn Nhật Bản. Được biết, người đẹp sinh năm 1986 đã có mặt sớm tại sân Rizan Memorial để theo dõi màn đua tài của hai đội bóng xuất sắc nhất SEA Games năm nay. Trên Instagram cá nhân, thánh nữ 33 tuổi liên tục cập nhật hình ảnh trên sân cỏ, đồng thời đăng video cổ vũ cho các đối thủ của thầy trò huấn luyện viên Park Hang Seo. Cô cho biết trái tim mình dành trọn cho Indonesia và hy vọng dàn chân sút tài năng nước này sẽ giành chiến thắng ngoạn mục trước tuyển Việt Nam. Thế nhưng, sự cổ vũ của Maria Ozawa cùng đông đảo người hâm mộ xứ vạn đảo không đủ để đội bóng vượt qua đối thủ đẳng cấp như Việt Nam. Kết quả là họ phải chịu thất bại trước các chiến binh rồng vàng với tỷ số 3-0, tan giấc mơ vô địch SEA Games. Đây không phải là lần đầu tiên cựu diễn viên Triavi có mặt trên sân để cổ vũ cho đội bóng mà cô yêu thích. Trước đó, trong trận vòng bảng SEA Games giữa Việt Nam Indonesia, người đẹp này cũng đã đến để tiếp thêm sức mạnh cho các học trò của huấn luyện viên Indra Sjafri. Tuy nhiên, lần đó đội bóng cô cổ vũ cũng bị Việt Nam đánh bại với tỷ số 2-1. Sự xuất hiện của Maria Ozawa tại các trận bóng của SEA Games không có gì ngạc nhiên với người hâm mộ bóng đá. Nguyên nhân là bởi cô đang sống tại Philippines và công việc chính của người đẹp là quảng cáo cho các trang cá cược bóng đá tại nước này. Người đẹp nhắm đến đối tượng là fan bóng đá tại khu vực Đông Nam Á, trong đó có Việt Nam. Maria Ozawa từng là một ngôi sao phim khiêu dâm đắt giá của Nhật Bản, thánh nữ đình đám của một thời gia nhập ngành công nghiệp giải trí người lớn từ năm 2005 và gặt hái được nhiều thành công trước khi giải nghệ hồi năm 2014. Sau khi giải từ sự nghiệp đóng phim cấp 3, cô chuyển sang Philippines sống và làm việc từ đó đến nay. Vũ Thanh Thúy, chủ nhân câu hát "Bay lên trời là em bay ra ngoài". Tối ngày 3 tháng 12, trận so tài giữa tuyển U22 Việt Nam, U22 Singapore diễn ra trên sân vận động Rizal Memorial. Trận đấu kịch tính này đã khép lại với chiến thắng cho U22 Việt Nam với bàn thắng duy nhất của cầu thủ Hà Đức Chinh, giúp duy trì chuỗi 4 trận thắng liên tiếp thuộc bảng B môn bóng đá nam SEA Games 30. Bên cạnh diễn biến trận đấu, nhiều cổ động viên còn chú ý đến một giọng ca đầy bất ngờ trên khán đài cổ vũ tại Philippines. Theo đó, mỗi khi tuyển Singapore áp sát hay sút vạt về phía khung thành của tuyển Việt Nam, một giọng ca vang lên với câu hát "Bay lên trời là em bay ra ngoài", khiến nhiều người phải bật cười. Ngay sau đó, cư dân mạng đã truy tìm và biết được nữ chủ nhân của giọng hát thánh thót át cả tiếng bình luận viên trên sóng truyền hình chính là Vũ Thanh Thúy, hiện đang sinh sống và làm việc tại Quảng Ninh. Chị cũng chính là một trong hai nữ cổ động viên đại gia nổi tiếng vì mang 60 kg thức ăn bay từ Việt Nam sang Philippines để tiếp tế cho tuyển nữ Việt Nam. Được biết, đây không phải là lần đầu tiên nữ cổ động viên này được biết đến với câu hát "Bay lên trời là em bay ra ngoài". Là một người yêu bóng đá và vô cùng nhiệt tình cổ vũ các trận đấu của câu lạc bộ Thanh Quảng Ninh, chị cũng đã nổi tiếng trong cộng đồng người hâm mộ của câu lạc bộ bởi chính câu hát huyền thoại này. Đoàn Thị Thúy. Sau hiệp một trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Malaysia ở vòng loại giải AFF Cup năm 2018 tối ngày 16 tháng 11, bên cạnh niềm vui khi đội nhà tạm dẫn trước 1-0, nhiều dân mạng chia sẻ loạt ảnh các cổ động viên xinh đẹp có mặt trên khán đài sân vận động Mỹ Đình, Hà Nội. Một trong những cô gái được xinh linh nhiều nhất là Đoàn Thị Thúy, 21 tuổi, quê Hưng Yên. Nhan sắc trong trẻo, xinh xắn của cô nàng vô tình lọt vào ống kính máy quay và gây bão mạng xã hội. Hình ảnh 9X cười tươi, đầu đeo băng rôn cổ vũ đội nhà nhanh chóng nhận được nhiều lời khen ngợi. Cô hiện là sinh viên năm cuối khoa Luật Thương mại Quốc tế, Đại học Ngoại thương Hà Nội. Nhờ vẻ ngoài ưa nhìn và thân hình cân đối, Thúy còn là mẫu ảnh cho một số nhãn hàng ngoài giờ học. Sự nổi tiếng bất ngờ khiến cuộc sống của 9X bị ảnh hưởng. Cô phải đặt chế độ bạn bè cho phần lớn bài viết và khóa phần bình luận trên trang cá nhân. Dù vậy, số người theo dõi nàng hot girl này lên tới gần 14.000 người. Vũ Thị Trang. Cũng trong trận Việt Nam Malaysia tối ngày 16 tháng 11, khoảnh khắc một cô gái giơ điện thoại lên chụp ảnh vô tình lọt vào tầm ngắm của cameraman. Nhiều người nhận xét ở góc độ hình này, cô trông khá giống diễn viên hài Khả Như. Thậm chí, một số cô gái còn tò mò muốn biết màu son môi cô đang dùng vì nó khá nổi bật. Ngay lập tức, dân mạng đã tìm ra nữ chính trong khoảnh khắc gây chú ý đó là Vũ Thị Trang, 23 tuổi, nickname là Trang Béo. 9X đã tốt nghiệp đại học và có công việc kinh doanh riêng của mình. Sau khi theo dõi trận đấu và trở về nhà, Trang Vũ cảm thấy bất ngờ khi trang cá nhân của mình tăng thêm hàng nghìn lượt theo dõi. Trang chia sẻ, cô luôn hết lòng cổ vũ cho các cầu thủ và mong họ giành được thành tích tốt nhất. Quang Hải và Xuân Trường là hai thần tượng mà cô nàng yêu mến nhất. Ngô Quỳnh Ngân. Trước đó, vẻ ngoài nổi bật của Ngô Quỳnh Ngân, 24 tuổi, bên ngoài sân vận động Mỹ Đình liên tục lọt vào ống kính truyền hình. Nhiều nam cổ động viên còn xin chụp ảnh chung với cô, dáng đẹp ghê, trông tươi tắn thật, những lời khen ngợi mà dân mạng dành cho nữ cổ động viên. 9X chia sẻ, trước khi trận đấu diễn ra, cô đã có mặt từ rất sớm để bán cờ và băng rôn. Xong chỉ bán cho vui, chứ không quá quan tâm lợi nhuận. Khi được nhiều người hỏi xin chụp ảnh, Ngân vui vẻ đồng ý và không biết hình ảnh của mình gây chú ý tới vậy. Sau khi rời sân, mình và các bạn cùng đi bảo ăn mừng chiến thắng của đội tuyển Việt Nam. Khi hơi tiếc là không thể nhìn thấy xe chở các cầu thủ ra về. 9X nói, được biết Quỳnh Ngân đang làm nhân viên kinh doanh bất động sản và người mẫu ảnh cho một số nhãn hàng. Phan Thị Thủy Tiên. Phan Thị Thủy Tiên từng được nhiều dân mạng Việt Nam và Hàn Quốc quan tâm khi xuất hiện trong clip phỏng vấn của đài truyền hình SBS Hàn Quốc sau trận bán kết giữa Olympic Việt Nam và Olympic Hàn Quốc tại ASIAD năm 2018. Cô được nhiều người khen ngợi vì vẻ ngoài xinh xắn cùng cách nói chuyện bằng tiếng Anh trôi chảy, tự tin. Sau đó không lâu, Thủy Tiên tiếp tục được đài truyền hình này phỏng vấn sau trận chung kết giữa Olympic Hàn Quốc và Olympic Nhật Bản. Sau khi được chú ý, 9X quyết định ký hợp đồng với một công ty giải trí tại Hàn Quốc vào đầu tháng 10 vừa qua và vừa ra mắt với tư cách là diễn viên hoạt động ở cả Việt Nam và Hàn Quốc. Không chỉ là một hot girl bóng đá mà Thủy Tiên còn được biết đến với hình ảnh là một nữ hoàng trang sức Việt Nam năm 2017. Cô sở hữu một bộ sưu tập trang sức vô cùng đồ sộ với những mẫu limit quý hiếm. Không những thế, nữ cổ động viên xinh đẹp đã còn tham gia đóng phim ngắn và những quảng cáo nhỏ lẻ. Tháng 9 vừa qua, cô nàng đã quyết định theo chồng, từ bỏ cuộc chơi ở tuổi 22. Được biết, chồng của Thủy Tiên là một doanh nhân khá thành đạt. Mới đây, nàng hot girl cũng đã thông báo sắp được lên chức mẹ khi khoe hình ảnh bụng bầu hạnh phúc bên gia đình chồng. Trên đây là những cổ động viên bóng đá nổi tiếng mà Mr. Zero tổng hợp được. Bạn ấn tượng với ai nhất? Hãy comment xuống phía bên dưới cho chúng mình biết với nhé. Đừng quên để lại một like, share và nhấn vào biểu tượng chuông thông báo để không bỏ lỡ những clip mới nhất từ kênh. Xin chào và hẹn gặp lại.